Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình gặp nhau cuối tuần của chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn ở đây cùng trao đổi về chuyện nghề. Nói đến nghề nghiệp, chắc hẳn tất cả chúng ta đều công nhận rằng nghề nghiệp có một vai trò vô cùng quan trọng với mỗi người trong cuộc sống. Nghề nghiệp thì nghề nào cũng quan trọng cả. Và cái quan trọng là chúng ta có dám bỏ hết cả tâm cả lực của mình để theo đuổi cái nghề đó không? Không biết rằng có khi chỉ một nghề thôi, nếu chúng ta hết tâm hết lực thì thành công sẽ lại đến với mình. Đừng bao giờ sợ nghề phụ ta, mà sợ là ta mới là người phụ nghề. Tôi nói chị kia biết nhá, này tôi nói chị biết nhá, chị không phải vào đây, nhưng mà tôi anh em đến đây để xem chương trình gặp nhau cuối tuần, để cho chị đến và chị nói nên duyên, chị bảo là khuyên nhủ chị chui thì mọi người làm một nghề, mà tôi đây bao nhiêu nghề còn chưa giống, sao chị bảo là mọi người phải làm chỉ có một nghề. Mới lên sân khấu này cũng giới thiệu về mình một chút để cho mọi người cùng được biết. Đi dưới này là chảnh bước lên một bước là sân khấu, để tôi bước làm cái gì mà mời. Tên là gì và anh đang làm nghề gì ạ? Mọi người gọi tôi là bách nghệ. Thế cụ thể là những nghề anh đã từng làm qua thì gì? Tôi làm nhiều nghề lắm, như là làm nhà hội họa này, làm nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhà điêu khắc, thậm chí tỉnh thoảng tôi còn làm theo nghề hoàn nộm. Nghe tiếp theo nhiều nghề lắm, tôi làm nghề mà bầu show ca nhạc này, mà làm nghề này bầu show cho các diễn viên viên hài này. Tuy nói như thế này nhưng mà tình thoảng vẫn được mời làm MC. Tôi nhiều nghề như thế tôi mới thống được chứ. Như thế thì chắc là anh phải khá giả lắm ấy chứ nhở, bởi vì anh có nhiều nghề thế cơ mà. Khá giả thì không khá giả, nghề nọ nuôi trống nghề kia thôi. Tôi thì bảo là bao nhiêu nghề rồi nhưng chưa có nghề nào là phát triển mạnh nên chưa khá giả lắm. Chị hỏi chị nhá, đánh đề 100 con có một con về, thế tôi 100 nghề kiểu gì chẳng có một nghề đưa tôi đến một đỉnh cao. Mọi người chờ nghe điện thoại nha. Tôi đứng cạnh tôi không nghe đâu. Alo, đứng cạnh là nghe rồi. Kerbanato. Anh đây, bách nghệ này. Sao? Ngày mai cho một đoàn đi biểu diễn. Ông được, công ty của anh á, lúc nào mà ghi là mà muốn có chương trình biểu diễn là mày đặt trước một tháng. Con tiền đặt ngọc. Thế thôi nha, lần khác gọi lại cháu nha. Suốt ngày liên tục kiểu như này hả anh? Đúng rồi, nhiều việc. Ok, đây có điện thoại. Alo. Thế có việc gì không em? Cách chặn thông hồng à? Bên cạnh cách chặn em có dòng thông hồng chảy qua. Anh hiểu rồi, hiểu rồi. Em đặt cái gì? Phù điêu chiều tượng à? Rồi, phù điêu chiều tượng. Ôi trời, tôi chết rồi mày ơi, tao tưởng là người khách đặt hàng hóa ra là mày à? Thế sao? Ôi trời ơi, thì tao bảo rồi, nguyên liệu nhưng vật liệu vừa bán hết, lấy tiền trả lãi ngân hàng rồi. Không phải, thì tao nói nè, bây giờ cái gì? Công an họ đến. Anh hiểu rồi, công an họ đến. Sao? Trời ơi, sao mày chốt thế? Mày lại để cho công an biết địa chỉ công ty mình. Sao nó dán mấy tờ giấy vào cửa, nó không ai được vào. Ui trời ơi, tôi chết rồi. Chị chờ tôi tí nhá, tôi đi về xem giải quyết vấn đề. Anh đang nói chuyện với chị em chi. Tôi về giải quyết theo vấn đề nó niêm phong tài sản như nào. Phá sản thôi, phá sản mấy cái này. Nhưng chúng ta chứng kiến rồi đấy ạ, bách nghệ, nhưng mà không biết là anh ta sẽ sống như thế nào với tất cả những nghề mà anh ta đã trải qua. Dù sao thì đấy cũng là một cái quan điểm và một cái kiểu sống mà chắc chắn là quý vị các bạn cũng gặp trong cái cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một đoạn băng mà chúng tôi cũng đã ghi lại được trong quá trình đi thực hiện phóng sự để thực hiện chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời quý vị các bạn. Em ơi, tình hình là thế này, giờ này bố em sắp về rồi, có khi anh phải chuột rút thôi. À, thế cho anh ra phòng thơm cái tạm biệt nhé. Ui dồi, yêu lắm. Người gì mà nhắc cái cay thế? Hả? Cay mới cua cái gì nhớ, bố em về anh cứ trả lời thế nào? Thế anh cứ nói thật, lo gì nào? Nói thật, ui dồi ôi. Nói thật, liệu bố em có chấp nhận cái nghề của anh không? Thế anh yêu em hay yêu bố em? Hỏi lạ nhỉ. Yêu bố em có khác gì em bảo anh với bố em tám ví à? Yêu em thì chắc yêu bố em đúng không? Thế thì anh phải ở lại. Hả? Tôi chết rồi, bố em về rồi. Làm thế nào bây giờ? Này! Ui, hả? Làm gì anh phải chơi rủi thế? Hả? Nhưng mà anh sợ... Anh cứ đoàn hoàng như nào? Dạ, chào bác ạ. Chào cháu. Chào bác ạ. À, cháu. Cháu mới đến chơi lâu chưa? Dạ, anh Thành mới đến muộn. Để cậu trả lời. Dạ thưa bác, dạ đúng như em mới nói là cháu mới đến chơi ạ. À thế hả? Dạ vâng. Hình như là tôi đã gặp cháu ở đâu rồi thì phải nhỉ? À, dạ không, bác nhầm đấy ạ. Dạ cháu gặp bác lần đầu tiên đấy ạ.
Bác ơi, mà bây giờ không hiểu sao nhiều người giống nhau lắm ạ. Vừa mới sáng hôm qua bác biết không, có một chị đây bảo là trông cháu trông cứ như là thằng Quang Tèo ở trong phim mà. Sao bác ơi, sao bây giờ nhiều người giống nhau thế bác nhỉ? Cháu làm nghề gì nhỉ? Em nói cho. Dạ thưa bác, cái nghề của cháu là cái nghề rất có tâm hồn ạ. Cái nghề mà người làm nghề là phải biết lội suối nhưng mà không phải trèo non ạ. Dạ, người làm nghề là phải có một sự bao quát, phải có sự va chạm rất lớn, rộng lớn thì mới thấy được, mới nghe được những tiếng nỉ non, những tiếng róc rách của nước chảy. Dạ, người làm nghề phải có đôi mắt ước lệ cao và có một bộ óc phải nói là thẩm mỹ thật là tuyệt vời, mới có thể nhìn thấy được những cái thuyền rác. Dạ, những thuyền giấy, thuyền lá đang lững lờ vật vờ trôi theo dòng nước. Dạ, thưa bác, những người đã, đang và sẽ làm cái nghề này, nếu như bước chân đến cái nơi thơ mộng đó thì tất cả những cái u uất, những cái uẩn khúc ở trong lòng sẽ được tuôn trào ra như thác, mà tuôn ra một cách sạch bắn chắc luôn bác. Thôi, tôi biết rồi. Dạ, tôi biết rồi. Bác biết rồi ạ. Nghệ sĩ có khác, giới thiệu về nghề nghiệp cũng hoa mỹ tợn nhảy. Cháu là nhà thơ kiêm nhạc sĩ, mà cũng đúng thôi. Dạ. Giới kỹ sư tâm hồn các cháu muốn có những đứa con tinh thần bất thủ, có những tác phẩm kinh điển kiệt xuất để lại cho đời là phải đi thực tế. Dạ. Đi thực tế, ăn thực tế, ngủ thực tế, cái gì cũng thực tế thì cảm xúc mới dồi dào, đúng không nào? Dạ, sao bác biết điều đó ạ? Chuyện cái hồi mà bằng tuổi cháu, bác cũng máu nghệ sĩ lắm. Thế ạ? Cho nên bác mới biết. Dạ vâng. Bác rất vui mừng là cháu lại là bạn của con gái bác. Dạ vâng. Và từ nay bác lại có một người bạn nghệ sĩ để chia sẻ hàn huyên. Dạ. Luận bàn nghệ thuật. Dạ vâng. Dạ, bác nói rất đúng ạ. Nhưng rất tiếc cháu không phải là nghệ sĩ. Không phải là nghệ sĩ à? Dạ, bác nói đúng ạ. Người nghệ sĩ có thể bay vi vu trên bầu trời, trên 9 tầng mây, tâm hồn của họ có thể treo ngược cành cây, cảm hứng có thể đến bất chợt, nhưng riêng nghề của cháu thì lại ngược lại. Bất kể nắng mưa, buổi sáng hay buổi tối là cháu phải có mặt ở tận nơi đấy và phải phát hiện nhanh ra đối tượng, đánh nhanh diệt họ luôn. Cháu là công an mật. Công an mật. Cháu cũng không phải là công an ạ. Bác ơi, cháu cũng rất yêu nghề công an ạ. Nhưng mà cháu đi khám tuyển thì bị trượt bởi vì cháu bị lang ben. Dạ vâng. Không phải là nghệ sĩ mà cũng không phải là công an mật thì cháu làm nghề gì? Dạ. Thôi, nói thật đi anh. Anh nói. Dạ thưa bác. Dạ, cháu xin giới thiệu là thưa bác là cháu là bất chấp tất cả những lời dị nghị về nghề nghiệp. Bởi vì cháu luôn lấy đạo đức, lấy cái tâm nghề nghiệp làm hàng đầu. Khiêm tốn bác. Dạ. Cháu là bác sĩ. Dạ. Đúng không? Bác nói đúng. Cháu ngồi đây. Dạ vâng. Thế hiện nay là cháu công tác bệnh viện nào? Dạ. Khoa nội hay khoa ngoại? Dạ, cháu làm bên Đông Tây chuyên chữa bệnh ung thủy. Ung thủy à? Dạ vâng. Xưa nay là bác chỉ có nghe thấy nó gọi là phù thủng chứ không có ai nói là có bệnh ung thủy bao giờ cả. Phù thủng là còn nhẹ, làm sao bằng ung thủy được. Cháu nói ví dụ nhé, ở cơ quan cấp thoát nước mà bị ách tắc một đường ống công rãnh nào đó thì chúng cháu phải lập tức đến ngay để bốc một loại thuốc gọi là khai thông luôn. Thế nó gồm những vị thuốc gì hả anh? Dạ, đó là bài thuốc 25 trong 1. Không gây phản ứng phụ, không gây buồn ngủ và... Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bác nói quá đúng. Trong đó có vị thuốc Berlitalin, Omecin, B1, Hà Thủ Ô, Quất Hồng Mì. Và đặc biệt có loại thuốc mà cháu không thể nói rõ ra được, đó là bia. Sao trong Đông Y mà lại có cả tên thuốc Tây anh? Thưa bác, tân cổ giao duyên mà bác. Em giang tay, em xòe chân, chẳng thế nào mà che mưa anh, chẳng thế nào mà che mưa anh. Bên cơn sóng lung đưa giữa trường sơn bao la hồng chỉ đêm trăng. Tôi hiểu thế nào là tân cổ giao duyên rồi. Dạ. Anh lại có cái biệt tài hát được cả vòng cổ cải lương thì toàn diện đấy. Dạ, vâng ạ. Này, thế tôi xin hỏi thật anh nhé. Vâng.
từ khi làm bác sĩ anh đã cho bao nhiêu bệnh nhân thăng đường rồi? Dạ, có ai uống thuốc của con đâu mà thăng đường. Thế thì tốt. Dạ. Nào. Dạ, tốt hả bác? Xin chúc mừng anh. Chén này chúc mừng anh là chưa phải vào tù. Dạ, cháu xin bác ạ. Chén này chúc mừng anh là bạn của con gái tôi. Chén này chúc mừng cho cả gia đình tôi, may mắn chưa ai là bệnh nhân của anh. Bố, anh ấy không uống được rượu đâu ạ. Chén này. Chén này nữa. Một chén nữa. Bác ơi, riêng về rượu ấy, bác là cứ phải gọi cháu bằng bố. Còn con gái của bố thì cứ phải gọi con bằng bác. Khổ quá, con đã nói bố rồi, anh ấy không uống được rượu, mà bố lại cứ tiếp. Anh đã say rồi, đừng uống nữa. Say là say thế nào? Bác cứ rót đi, đang cao hứng. Nếu như là cống rãnh mà ách tắc cái nước vào không lưu thông thì nó lại ra. Có cái gì đâu. Đấy, cơ quan thoát nước của con vừa được tặng thưởng huy chương. À, hay lắm. Nhân dịp cơ quan thoát nước của anh được tặng thưởng huy chương. Vâng. Tôi xin tặng anh một bài thơ. Tốt quá, bác cứ đọc. Nếu mà hay, con sẽ rót tiếp cho bác một chén rượu của nhà bác luôn. Ơi, anh nghe đây. Một màu đen tối 30, cống trôi giác quyền kín người lao công. Kín người lao công. Miệt mài dạ sắt gan đồng, dưới lòng cống đó âm thầm có anh. Góp phần cho phố sạch xanh, mùa mưa nước khỏi ngập quanh phố phường. Dẫu cho ngày nắng đêm sương, dẫu cho phố vắng đêm trường cánh thâu. Yêu nghẹp chữ đầu, niềm tin chữ cuối là câu chọn đời. Hóa ra bác là người cán bộ cấp trên vui tính, đã đọc bài thơ tặng cơ quan cháu ở trên tổng công ty hôm nọ à? Chắc là anh lại nhầm tôi với ai. Bây giờ có nhiều người giống nhau lắm. Dạ, cháu xin lỗi bác ạ. Thực ra ngay từ đầu tôi đã nhận ra anh rồi. Nhưng tôi cứ thấy là anh qua thái độ, anh cứ loanh quanh giống nghề của mình. Sao bố biết anh ấy nói dối mà bố vẫn... Con gái của bố ơi, bố muốn tự bạn con nói ra nghề của mình. Vì thế cho nên là buộc bố phải cho bạn con uống rượu. Rượu vào thì lời ra, uống rượu say thì hay nói thật. Dạ, dạ thưa bác, vì cháu sợ nói đúng nghề của mình, bác sẽ ngăn cản tình cảm giữa cháu và em Ngọc. Chứ thực sự ra cháu... Tuổi trẻ bồng bột quá, bồng bột quá. Cháu ạ, ngày xưa bác cũng làm nghề như cháu, nhưng bác vẫn làm thơ, vẫn yêu đời. Thế ạ? Có mặc cảm gì đâu. Vâng. Nhưng bác chỉ buồn, tại sao cháu lại giấu nghề của mình? Đấy, anh thấy chưa? Em nói rồi mà anh vẫn còn không nghe. Chúng ta lại theo dõi một cái câu chuyện cũng về cái nghề nghiệp của mình, và lại thấy có một cái cách suy nghĩ khác, một cách thể hiện khác về cái công việc mà mình đang theo làm. Chúng tôi cũng rất muốn được mời vị khách đó lên sân khấu để có thể cùng chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Chào anh ạ. Ui dồi. Xin phép chị là tôi được chào mọi người cả. Dạ vâng, mời anh. Thưa chị Phật Thảo Vân và thưa tất cả các quý vị. Ngay đầu tiên là cái thời kỳ đầu mà tôi rất ngại khi nói đến cái nghề nghiệp của mình. Mỗi khi nói đến cái nghề của mình là tôi xấu hổ lắm. Nhưng mà sau khi được ông bố tương lai tiếp cho thêm sức mạnh, bây giờ tôi có thể nói trước mọi người là tôi là một công nhân móc cổng. Chúng
chúng ta đã thấy một cái sự thay đổi rất lớn ở một cái con người mà chỉ mới một thời gian trước chúng ta theo dõi thấy là anh ấy còn e ngại và ngượng ngùng khi nói nghề nghiệp của mình. Bây giờ thì anh rất tự hào về công việc. Vậy thì bên cạnh cái công việc mà anh đang làm bây giờ, anh có làm thêm nghề nào nữa không ạ? Việc gì mà phải làm thêm? Tôi hỏi chị nhá, xấu hổ gì đâu nhá. Tôi làm mộc công chứ phải mộc túi đâu mà phải. À đúng, quá đúng rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Này, đi đâu đây? Này, thế ông bà bố mẹ có khỏe không? Này, vợ con chưa? Đi làm gì rồi? Ông anh đưa em út. Từ từ. Ông hỏi thăm tôi hay là ông ta bố mẹ có khỏe không? Thì ông đã lấy tốt. Ơn giời. Bố mẹ thì lâu lắm rồi không tốn đồng tiền thuốc nào. May quá. Thế vợ con thế nào? Vợ con à? Vợ con thì bánh kẹo có rồi này. Tốt quá. Phòng cưới thuê rồi này. Hay ô tô thuê rồi này. Tốt lắm. Đấy. Cô dâu thì có này. Tốt. Sao cô dâu chưa có rồi tốt. Đang cuống hết cả lên này. Tại sao bánh kẹo ô tô có rồi mà cô dâu lại chưa có à? Này, ở dưới này hơi bị Hà Đông. Tí nữa tớ sẽ giúp cậu kiếm một cô nhá. Quá tốt. Thế bây giờ đi làm gì rồi? Làm à? Bạn bè trang lứa lên quán cà, còn tôi với cậu vẫn công nhân. Đấy, công nhân đấy. Hay nhỉ. Lâu ngày bây giờ mới phát hiện ra một đứa có năng khiếu về thơ. Úi dạ. Sao mà không được. Mà làm gì? Nói rõ. Thì vẫn như cậu. Cậu thì âm thầm dưới đất. Đúng rồi. Tôi lặng lẽ trên trời. Lên rời có nghĩa là phi công. Người như con gái bén là phi công. Đây, phi công à? Ôi trời ơi, tôi mà làm phi công cái tôi bấm nút một cái chắc là lên ở hẳn trên sao à? Thấy không? Không phải phi công à? À. Biết ngay nhảy dù. Ngày trước ấy thì tôi cũng thích nhảy dù. Đấy, cho nên là đã định xin đi học nhảy dù rồi. Bố mẹ mới bảo là con ơi, con mà học nhảy dù ý thì sao? Tính con hay quên này. Rồi lúc mà con đã nhảy ra khỏi máy bay rồi thì sẽ có lúc là con không có cái gì trên lưng cả. Không phải nhảy dù cũng không. Đúng rồi, chắc là ông công ông táo. Được rồi, yên tâm. Nhớ là 23 tớ sẽ thắp hương cho cậu. Cùi cái mồm. Không phải. Không phải à? À thôi chết rồi. Bây giờ mới nhận ra. Mặt cậu thì chót như là cái mặt con rơi ấy. Vừa rồi có bộ phim mời cậu đóng người rơi. Cái điều hay rồi, ghê quá nhỉ. Anh dùng cả điện thoại di động. Alo. Anh đây. Hả? Ôi dồi ôi, quên. Anh đến ngay. Rồi. Thôi, lúc khác gặp nhau nhá. Bây giờ tôi có cái hẹn rồi, bây giờ không, cái vụ này mà nhỡ hẹn thì chắc là tôi chuyển hẳn hộ khẩu lên Sao Hòa. Lúc khác gặp nhau. Bây giờ anh muốn là anh bạn xem anh bạn anh đi đâu cái gì? Dạ vâng ạ. Ở đây chúng tôi có rất nhiều phương tiện và chúng tôi thì cũng rất muốn biết là anh bạn có nhiều, bởi thực ra khán giả đang băn khoăn là thì không biết anh ta đang làm nghề gì đúng không? Chúng tôi cũng rất là băn khoăn. Có thể là quý vị bạn lại được biết thêm một cái nghề rất là thú vị. Bây giờ chúng tôi sẽ đi theo anh ấy và sẽ quay ghi hình lại và anh có thể xem được trực tiếp ngay. Xong chưa? Đây rồi. Nào, mở hộp cửa.
Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Quà gì mà to thế hả anh? To vật to vã anh. Quà gì tưởng mãi làm quên mất sinh nhật của người ta rồi chứ. Anh xin lỗi, hôm nay gặp anh Thành bạn học cũ. Chúc mừng em. Chúc mừng em. Em cảm ơn. Chỉ thế thôi sao? Các bạn vỗ tay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kìa Hương, bóc quà của anh Minh trước đi. Xem đến muộn như thế có mua được quà gì độc đáo không nào. Thôi bóc đi, bóc đi. Thôi, tôi xin hai bà mũi nhỏ mồm. Bình tĩnh một chút đi. Này, tớ đoán là vi tính các cậu ạ. Không, to vật to vã thế này. Tớ đoán là tivi cũng lên. Vi tính, tivi. Hương ơi, khẽ khẽ cái mồm đi, sốt hết cả ruột. À, lại còn một lớp nữa. Đấy. Ui giời, nhỏ thế này lớp. Không cẩn thận đây là bánh xà phòng thơm ấy nhá. Ừ. Có khi là bao diêm cũng nên. Ai lại tặng bao diêm bao giờ ấy? À, người ta tặng bao diêm là có lớp. Ủa? Điện thoại di động này. Ui, sang quá nhở. Mà có phải đồ thật không nhở? Ai ơi, em trông giống điện thoại đồ chơi bán ở phố Lương Văn Can này. Tất nhiên là thật rồi. Sao lại thế hả anh? Em gọi thử nhá. Gọi từ nước ngoài gọi về hoặc em gọi đi nước ngoài đều được cả. Đây chỉ là một món quà nhỏ để em có phương tiện liên lạc với gia đình. Cậu gọi thử xem nào. Em gọi nhá. Gọi đi. Lại đang thế mày ạ. Anh Minh mà lại. Alo, mẹ à, con khỏe, vui vẻ, thế thôi mẹ nhá. Sao nhanh thế? Tiết kiệm, tiết kiệm. Nhưng anh tặng em điện thoại di động thế này, khác nào bảo em nuôi thêm một thằng nghiện. Bọn em sinh viên lúc nào cũng viêm màng túi, nhổ răng ra mà nuôi di động à. Mà em cũng chả hiểu anh nữa, tặng gì không tặng ai lại tặng di động tốn tiền. Đúng là bọn em cũng hiểu thật rồi. Đây là điện thoại City Phone, điện thoại dùng cho những người có thu nhập thấp như sinh viên của bọn em đây. Thảo nào hôm ra chợ dừa thấy mấy bà mua bán rau cứ thêm từng quả ớt, bớt từng củ hành mà trên tay lại cầm cả điện thoại di động hẳn hoi. Em cứ thắc mắc anh ạ. Thôi đi ông ơi, sớm. Người ta đi chợ bán rau lấy tiền đâu ra mà dùng điện thoại di động. Họ hàng ngày chỉ đến chợ rồi về, dùng điện thoại di động làm gì hả anh? Để theo dõi. Theo dõi? Theo dõi ai ạ? Thì theo dõi xem chồng có bù bịch không này. Rồi con có trốn học không này. Thế hóa ra anh tặng điện thoại này là để theo dõi em à? Mà em cứ tưởng em có lòng tốt thật. Anh tặng cho em điện thoại này ấy, là vì mỗi lần anh gọi điện đến, em lại chạy từ tầng 5 xuống, nói không ra hơi. Em nhớ anh lắm. Thì lại bảo, nhớ anh lắm. Đúng rồi. Tôi nghĩ rằng là anh ấy đã là một công nhân ở bên bưu điện và có lẽ là người mà chuyên môn đi tải các đường dây và hoặc là làm các cái trạm để phủ sóng điện thoại. Chính vì vậy mà anh ấy suốt ngày phải lơ lửng ở trên trời là vì thế. Như vậy chúng ta thấy rằng một người thì làm ở công ty môi trường đô thị, một người thì làm bên bưu điện. Họ chỉ đều là những công nhân bình thường nhưng họ rất là tự hào về công việc mà họ đã làm. Tôi cho là mọi việc đều đáng trân trọng, đều đáng tự hào. Đông quá nhỉ. Ông già Noel xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn, vỗ tay cái nào.
Cháu chào ông già Noel. Chào cháu. Ông có quà gửi tặng quý vị. À thế ạ. Đúng là một niềm vui lớn với chúng ta đấy. Ôi, có những cái gói quà rất là xinh. Các mọi người hãy vui vẻ lên, tôi có rất nhiều những món quà dành cho quý vị và các bạn. Nào mọi người nhận quà của ông già Noel kìa. Ở xa quá thì ông già Noel ném xuống ạ. Vẫn còn. Ôi nhiều quá. Ông tặng cháu và chúc cháu cũng như tất cả mọi người sang một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe, dồi dào. Cháu xin hỏi ông ạ, Noel thì qua quá lâu rồi. Thế mà hôm nay ông mới đến để tặng quà mọi người, còn riêng cháu thì ông lại tặng một cái quà rất to và lại là một quyển lịch năm mới ạ. Thưa quý vị, một năm 365 ngày mà trong khi đó chỉ có một ngày duy nhất là ngày Noel. Cái nghề của tôi là nghề mang những món quà và những niềm vui, những lời chúc mừng tốt đẹp đến cho quý vị và tất cả các bạn, đặc biệt là các cháu nhỏ ở bốn phương. Ý của ông nói là cái nghề của ông là rất là thâm lặng phải không ạ? Đúng rồi. Ông rất muốn là 364 ngày còn lại, 364 đêm còn lại, đêm nào cũng là jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Cháu chào ông già Noel ạ. Gọi là anh được rồi. Dạ, em chào anh. Úi giời ơi. Úi giời ơi, cháu ơi, nghe nó có ngọt ngào. Úi giời. Dạ vâng, cháu thấy ngọt quá. Chị Vân. Ừ, nhưng mà sao lại ở đây? Ôi, bạn trai em đấy, chị không nhận ra à? Ê, thế này, cháu ạ, còn rất nhiều những việc ông phải làm. Và ông xin chào cháu, xin chào quý vị, tôi phải đi pha nốt những... Ôi! Đấy! Chị Vân, chị xem, mấy năm nay rồi, yêu nhau mà, Noel năm nào anh cũng bảo anh ấy phải đi diễn. Năm nay cũng vậy, tất cả mọi người đều có quà. Chị cũng có quà, còn em thì... Em cũng có quà. Không, chị sẽ tặng lại cho em cái quà. Thưa quý vị và tất cả các bạn, mỗi người, mỗi nghề, có rất nhiều người cũng dám hy sinh cả ngày Noel của mình để trở thành ông già Noel, để mang đến niềm vui cho tất cả mọi người, đặc biệt là các cháu nhỏ. Và anh cũng sẽ có một món quà rất đặc biệt dành cho em. Em nhắm mắt vào, em giơ tay của em ra. Úi giời. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Làm cái công việc bịt mồm bịt miệng cả năm cả đời mà nó được gọi là nghề. Xin lỗi anh là ai ạ? Tôi là bạn bè gọi là Lý Béo. Lý Béo. Hiện nay anh đang công tác ở đâu, anh làm nghề gì ạ? Tôi thì chưa làm nghề gì. Bởi vì nói thật với chị là anh em bạn bè tôi nó làm nhiều nơi quan trọng lắm, nhiều công trình khả thi nhờ tôi giúp đỡ ấy, mà mời tha thiết đấy. Thế nhưng mà tôi chưa xứng tầm, tôi chưa giúp. À thế ạ. Thế có nghĩa là cho đến tận giờ này anh vẫn chưa chọn công việc nào, bởi vì là chưa có cái việc nào mà phù hợp với khả năng của anh. Nói thật với chị là tôi đi tìm mãi rồi mà không có công việc nào mà phù hợp với tôi cả. Anh Lý! Anh về nhanh lên, vợ anh đang gọi ở nhà kìa. Ơ kìa, em nói thật lại về đây, nhưng đây. Kiểu... Đừng có lên thiên, biết. À, kìa, làm sao thế? Sao mà vội vàng thế? Em vội quá, bởi vì... em ra trường đã lâu rồi, thế mà vẫn chưa xin được việc làm. Cô cứ nói toẹt ra là cô là con người đang thất nghiệp. Em nhất định sẽ tìm được việc làm. Hả? Ừ. Tìm đi. Việc làm đối với em rất là đáng quý. Đâu có như anh ấy, gần 50 tuổi đầu rồi, suốt ngày chê ẩm chê eo, hết việc nọ kia tầm thường, việc kia là không phù hợp với sở thích. Này. Ông Lý ơi, ông có về ăn cơm không thì bảo. Ủa rồi. Cái gì, ai gọi vậy? Chết rồi. Đang đến đoạn hay vợ gọi về ăn. Mà không ăn cũng khổ. Mà ăn có khi mang tiếng ăn bám. À thì hóa ra là béo như này là do ăn bám, không chịu làm việc. Bỏ ra thế nào. Bỏ ra. Cô cứ bỏ ra. Ở nhà hứa với vợ ra đây nói gì thì nói đi. Đứng ra đây. Nói cái gì?
thì ở nhà viết bài sớ nào thì ra đây đọc đi xem nào. Chị nhìn này, hai vợ chồng đi với nhau trông trông có như đôi đũa lệch không? Vợ như ăn còng này, chồng đứng bên cạnh như ba mét nhè. Thì sao cô bảo là cô tránh xa cô xịt nước hoa thì cứ như là đánh bả ấy. Anh thì sao? Chồng tôi nghiện cái mùi rất là mùi. Mặc kệ tôi. Tôi với anh hôm nay, một là anh lựa chọn cái nghề đấy, hai là tôi với anh chấm dứt với nhau. Đấy. Bây giờ anh chọn thì anh chọn đi. Có cái gì mà chị bức xúc thế ạ? Tôi lấy chồng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà tôi là tôi không thể chịu được đấy chị xem. Đi đến đâu cũng mó tường mó tiếc thế kia, bảy nghề nghiệp ấy mà. Anh ấy làm gì ạ? Ôi trời ơi, nói tôi mới bức xúc chị ạ. Nghề của chồng tôi nó rất là trừu tượng. Cái nghề mà tức là tôi không thể tả được cái nghề đấy nó như thế nào chị. Này, đây là trường quay nhá, sao ông cứ bới lá đếm kiến hả? Ra thì hiện anh đang làm nghề gì ạ? Ô thế nói chuyện từ nãy giờ với nhau tưởng là báo cáo lý lịch trích ngang rồi thì vẫn chưa nói gì à? Nghề của tôi hả? Tôi làm nghề xây dựng tổ ấm. Hóa ra là anh tham gia cái chương trình người xây tổ ấm chứ gì? Xây dựng tổ ấm, xây dựng lên những công trình, trường học, đường xá, nhà xưởng. Anh là kỹ sư xây dựng chứ gì? Không, tầm kỹ sư xây dựng nó liều tiêu. Tầm chồng tôi nó... Kiến trúc sư, không. Người chuyên thiết kế các bản vẽ. Không, kiến trúc sư thì nó lại rất là bình thường. Nghĩa là chủ thầu xây dựng chứ gì? Có... Chị nhìn chồng tôi nào bảo chủ thầu xây dựng có trời ơi. Cái tầm của chồng tôi mà tầm nó cao. Nó cao. Thôi, tầm cái gì? Này. Nói tẹt ra là phù hồ cái gì mà. Tầm gì? Không phải mỉa. Tôi làm phù hồ đấy. Thì làm sao? Nói nhiều quá đấy, cần tít bớt lại tí không hả? Anh ấy cũng làm cái nghề chúng tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng. Thực ra thì anh đã tham gia xây dựng được bao nhiêu công trình rồi hả anh? Hả? Chồng tôi cũng nhúng tay vào 30-40 vụ rồi. Từ khi tôi biết cầm cái bay với cả cái bàn xoa đến bây giờ, tổng cộng cũng đỡ khoảng 30 công trình lớn nhỏ. À, cũng 30 công trình rồi. Vâng. Thế thì tôi nghĩ là một khối lượng công việc cũng phải nói hết sức đồ sộ đấy chứ ạ. Đấy. Nó ở cái tầm cao như thế, nhưng mà đến khi làm xong nhà cái, cái chủ thầu xây dựng người ta còn không nhớ mặt nữa là phụ hồ. Tôi hỏi cô một câu, từ cổ chí kim đến bây giờ có cái công trình nào xây dựng mà không cần đến những bàn tay người phụ hồ như chúng tôi không? Có không? Không chứ gì. Thế cô nghĩ rằng cô cứ đổ gạch đổ cát rồi sắt thép các thứ vào nó cứ thế là thành nhà cho cô ở đấy à? Hả? Thì khổ quá thì biết là như thế. Thế sao anh không chọn cái nghề gì cho vợ anh nở mày nở mặt với thiên hạ mà anh lại chọn cái nghề phụ hồ? Phụ hồ thì làm sao mà không nở mày nở mặt được hả? Thì cái nghề thế nó... Cô nghĩ rằng 600.000 tiền lương của tôi một tháng về không đóng tiền học cho thằng Tí thì là ai lấy đâu ra hả? Thì... rồi tháng trước cô không đóng tiền học cho nó nhá, cô mua ngay cái lọ nước hoa này mà cô xịt vào người như đánh bả nhá. Ô thế lọ nước tương ấy, lọ nước mắm ngày nào em chả mua. Đây không phải là chỗ để mà cãi nhau. Nghề nào mà chả là nghề. Nhưng mà tôi thương anh, tôi không muốn anh chân lấm tay bùn, anh có hiểu không? Ở nhà anh viết như nào, anh thề như nào, bây giờ anh ra đây anh thề đi, anh chọn đi, một là nghề, hai là vợ đấy. Vợ xinh tươi, nghề hơi xấu, hiểu không? Thề đi! Tôi xin thề! Hả? Tôi xin thề, trên có dàn đèn của trường quay, dưới có các quý vị khán giả, hai bên là có hai anh quay phim, và bên cạnh tôi là chị Thảo Vân, và bên... là vợ anh. Tôi xin thề là tôi... Thế? Tôi không thể thề được! Tôi không bỏ cái nghề này được, chị hiểu không? Rồi choáng quá, đang làm vợ thành chị mới đau. Ôi trời ơi, đứng lại, trời ơi, chồng ơi. Chắc quý vị các bạn đồng ý với tôi, không có nghề nào là quá thấp hèn, cũng chẳng có nghề nào là quá cao sang, nghề nào cũng đáng trân trọng cả. Có lẽ trên đời này sợ nhất chỉ là nghề ăn bám, đúng không ạ? Ăn bám, kể cả nhá, là ăn cướp, mà là 40 tiền cướp thì Alibaba cũng trừng trị ngay. Chuyện nghe ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành về ai. Ai cũng một thời trẻ trai, mà sao cứ chọn việc nhẹ nhàng,
Nghề đâu là nghề cao đẹp, nghề đâu là nghề sang hèn bạn ơi. Vâng, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết dành phần ai. Và nếu như ai cũng chỉ chọn những việc nhẹ nhàng, những việc mà chúng ta coi là cao sang để làm, thì cuộc sống làm sao có thể tồn tại phát triển được, phải không ạ? Làm nghề gì cũng được, nghề gì cũng đáng trân trọng, nghề gì cũng đáng để chúng ta tôn vinh. Cái quan trọng là chúng ta có yêu nghề với tất cả tấm lòng của mình hay không. Đấy mới là điều chúng ta muốn nói. Đấy chính là tất cả những gì mà hôm nay chương trình gặp nhau cuối tuần của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam gửi tới quý vị và các bạn. Xin chúc cho tất cả các bạn luôn toại nguyện và hạnh phúc.